Away lần đầu tiên diễn ca khúc Xin ở Sài Gòn. Và ca khúc này mình nghĩ nó cũng rất là hợp trong chương trình ngày hôm nay, chương trình Yêu Hòa Bình của mình. Được biết là tất cả số tiền mà các bạn mua vé, tất cả nhà hàng bán ở đây, tất cả cái số tiền lợi nhuận đó sẽ được tặng cho các trẻ em, sẽ được tặng hết lại